Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa ngài ban cho chúng ta không kể xiết. Và là những con cái của Chúa chúng ta học ở trong buổi nhóm giữa tuần, thì có một điều mà chúng ta luôn luôn làm, đó là chúng ta đáp lại với lời của Chúa trong Thi Thiên 100. Chúng ta vào cổng của Chúa với những lời cảm tạ. Rồi chúng ta đi vào hành lang của Ngài với những tiếng hát ngợi khen. Cho anh chị em ở trong thời giờ này, cùng với chúng tôi dâng lên Chúa những lời cảm tạ về những phước hạnh mà anh chị em kinh nghiệm được ở trong Chúa, phép lạ mà chúng ta nhận được từ nơi Ngài, hay là những sự dạy dỗ biến đổi của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Hãy lớn tiếng, hãy sử dụng phương tiện mà chúng ta đang có ở tại đây, ở những dòng bình luận. Anh chị em có thể đánh lời làm chứng để chúng ta có thể khích lệ nhau, vì chúng ta biết rằng đây là một trong những yếu tố chìa khóa để chúng ta có thể thắng Satan. Và chúng ta thắng Satan nhờ huyết của chính con, nhờ lời làm chứng của mình. Vì chúng ta không kể sự sống của mình là giữ nữa, mà chúng ta sẵn sàng sống cho Chúa, chết cho Chúa. Và trong ơn của Chúa, tôi tin rằng khi chúng ta làm công việc này, chúng ta sẽ khích lệ nhau ở trong ơn của Chúa. Bởi vì ngày hôm nay luôn cả hội thánh của Chúa cần được nghe, cần được khích lệ rằng Chúa của chúng ta, Ngài vẫn hành động, Ngài vẫn toàn quyền tể trị, Ngài đang làm việc, Ngài đã làm việc, đang làm việc và sẽ tiếp tục làm việc. Vì Chúa của chúng ta là Chúa toàn năng, Ngài chữa lành, Ngài giải cứu, Ngài ban phước. Thì đời sống của chúng ta có thể được phước của Chúa khi chúng ta nghe các anh chị em của chúng ta ở khắp nơi, ở trong những cái hoàn cảnh khác nhau, đã kinh nghiệm Chúa như thế nào, thì sẽ khích lệ chúng ta. Và để chúng ta cùng hết lòng cùng nhau dâng lên Chúa lời cảm tạ, vì Chúa ngày quá tốt lành đối với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Trong lúc chờ đợi các anh chị em dâng lên Chúa lời làm chứng, thì chúng tôi sáng hôm nay nhà tôi có cho tôi xem một lời nhắn tin của em của nhà tôi, là cô Lệ ở tại Bình Thủy, Cần Thơ. Và cô có một cái nan đề trong tuần qua, đó là bị đau bụng rất nhiều và phải đưa vào trong bệnh viện gấp. Khi vào thì bác sĩ cho biết rằng cô bị nhiễm trùng ở trong đường ruột, và đường ruột vì việc mổ ruột nhiễm trùng trong nhiều năm về trước, thì bây giờ có một cái hiện tượng trở lại, đó là đường ruột bị nghẽn và phải giải phẫu gấp. Họ đang cho để nằm và chờ đợi để giải phẫu. Nhưng bác sĩ cho biết là sức khỏe của cô yếu, cho nên rất là khó nếu trải qua một cái sự giải phẫu lớn như vậy. Cho nên cô nhờ cậy Chúa, hết lòng tin Chúa và liên lạc để chúng tôi có cơ hội để cầu nguyện cho cô. Cảm ơn Chúa, nhà tôi liên lạc với cô và biết tin này thì đã đưa điện thoại cho tôi để tôi có thể cầu nguyện cho cô. Và cảm ơn Chúa, điều mà bác sĩ đã định và con đường duy nhất đối với y khoa, đó là phải giải phẫu mới giải quyết được vấn đề này. Và có thể cắt cái phần ruột mà đã bị xoắn, bị nghẽn. Cảm ơn Chúa, Chúa làm phép lạ. Và chúng tôi cầu nguyện cho cô, công bố trong danh Đức Chúa Jesus Christ và truyền lệnh cho thân thể của cô được phục hồi và được lành. Vì nhân những lần đòn Đức Chúa Jesus ngày gánh chịu, chúng ta đã được lành ở trong Chúa. Và cô làm chứng lại điều tuyệt vời là sau đó chừng khoảng 20-30 phút thì cô đi nhà vệ sinh, thì 4 lần có một cái gì đó như một khối nước lớn nó xả ra từ thân thể của cô, mùi hôi. 3 lần đầu thì nó đen, đến lần thứ 4 thì nó đổi màu vàng. Và cô kinh nghiệm được sự chữa lành từ nơi Chúa. Thì bác sĩ khi họ khám xét trở lại thì họ nói rằng bây giờ nó đã được thông thả, thì cô không cần phải giải phẫu nữa. Cảm ơn Chúa. Và điều tuyệt vời nữa đó là có một người là con gái của Chúa cũng nằm ở trong cái phòng đó để chờ đợi giải phẫu, cũng gặp khó khăn về đường tiêu hóa, về đường ruột. Và cô làm chứng cho thế nào Chúa ngài đã rời chạm và chữa lành cho cô. Thì người chị em này cũng có thể được Chúa ngài chữa lành. Và cảm ơn Chúa. Cô này có đức tin và muốn được cầu nguyện. Thì Chúa ngài mở đường, và lúc đó thì một sư Kim đã gọi điện thoại để
hỏi thăm thăm cô Lệ, thì ông cũng đã có cơ hội để cầu nguyện cho người chị em này, và cảm ơn Chúa, Chúa cũng chữa lành cho người này. Anh chị em, đó là điều mà chúng ta có thể lớn tiếng cảm tạ Chúa, bởi vì Chúa làm những công việc siêu nhiên của Ngài. Ngài có thể chữa lành một cách siêu nhiên, mà làm những công việc mà bác sĩ cũng như là y khoa họ không thể nào có thể giải quyết được một cách bình thường. Cho nên cảm ơn Chúa vì Chúa của chúng ta vẫn là Chúa toàn năng và đấng đáp lời cầu nguyện. Khi chúng ta nhận biết thẩm quyền mà Chúa Ngài cho chúng ta để sử dụng danh của Đức Chúa Jesus, thẩm quyền mà Ngài ban cho chúng ta ở trên bệnh tật, ở trên quỷ, thì Chúa Ngài muốn chúng ta sử dụng thẩm quyền và ơn của Chúa là những điều mà Chúa Ngài đã mang gánh thai cho chúng ta và đã dành lại cho chúng ta. Sức khỏe thường thường. Cảm ơn Chúa phép lạ đã xảy ra cho những người này trong hoàn cảnh hết sức là bế tắc. Thì Chúa Ngài cũng sẽ làm trên đời sống của chúng ta, xuyên qua đời sống của chúng ta. Khi chúng ta học nhận biết, bước đi theo Thánh Linh, bước đi trong quyền năng của Chúa, thì cuộc đời của chúng ta cũng sẽ được kết quả một cách phước hạnh ở trong ơn của Chúa là như vậy. Tôi xin Chúa Ngài ban ơn để những điều mà chúng ta cảm tạ Chúa chúng tôi vừa mới chia sẻ, kích lại anh chị em để chúng ta nhận biết được rằng Chúa rất yêu thương chúng ta, Ngài quan tâm đến đời sống của chúng ta và Ngài đã thực hiện những gì cần thiết trong sự đau đớn mà Chúa Ngài trải qua khi những lần đòn đổ xuống trên lưng của Ngài. Hầu cho bởi những lần đòn đó mà chúng ta đã được lành ở trong Chúa. Khi chúng ta tin và chúng ta xin điều mà Chúa Ngài đã thực hiện cho chúng ta, phúc lợi của những giọt huyết đó được áp dụng ở trên thân thể của chúng ta, của những người thân thương chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ thấy có hiệu quả là bởi vì chúng ta đã được lành ở trong Chúa. Chúa Giêsu đã trả xong cái hóa đơn để chúng ta có thể có sức khỏe thiên thượng. Thì Ngài đã trả xong rồi, chúng ta không cần phải trả nữa, vì Chúa Ngài đã trả thay cho chúng ta khi Chúa Ngài hứng chịu những lần đòn như vậy. Nên anh chị em, chúng ta cảm tạ Chúa vì chúng ta có một cứu Chúa yêu thương chúng ta đến như vậy. Ngài bằng lòng trải qua sự đau đớn để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự chữa lành ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đang ở trong loạt bài Bước theo Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài cho chúng ta được phước hạnh này, là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Một trong những điều mà Chúa Ngài bày tỏ để xác nhận chúng ta là con trai của Đức Chúa Trời, đó là chúng ta được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Cảm ơn Chúa. Ngài dẫn dắt chúng ta, như các bài học trước chúng ta đã học, đem lại cho chúng ta sức mạnh, đời sống phong phú trong ơn của Chúa. Ngài khiến cho quan mạc của chúng ta sẽ trở nên rừng, xanh tươi. Ngài ban phước trên đời sống của chúng ta, để cuộc đời của chúng ta từ cái chỗ khô cằn có thể trở nên xinh tươi ở trước mặt Chúa. Bởi ơn của Ngài, sự dẫn dắt của Ngài, mà chúng ta được ơn của Chúa. Ngài dẫn dắt chúng ta trong các quyết định. Ngài dẫn dắt chúng ta để chúng ta có thể biết hướng đi ở trong đời sống của chúng ta. Và hôm nay tôi mời anh chị em, chúng ta sẽ cùng học một nét khác ở trong việc chúng ta bước đi ở trong Thánh Linh. Đó là chúng ta bước đi trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Công vụ chương 4 câu 33 ghi lại cho chúng ta: các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, và hết thảy đều được phước lớn. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn. Cảm ơn Chúa, quyền phép thì chúng ta thấy rằng đã là lạ, đã là lớn rồi, nhưng mà quyền phép rất lớn ở tại đây. Vì bối cảnh của câu kinh thánh này cho chúng ta còn nhớ đó là khi Phi-rơ và Giăng bị tòa công luận bắt rồi hăm dọa không cho họ lấy danh của Chúa Giêsu mà giảng dạy và hành động. Bởi vì hai ông đã được Chúa Ngài sử dụng để khiến cho một người bại từ thuở sanh ra hơn 40 tuổi đã được lành ở trước mắt mọi người chứng kiến. Thì nhà cầm quyền của Do Thái giáo trong lúc bây giờ, những người lãnh đạo của Do Thái giáo trong lúc bây giờ, họ đã cấm đoán hai sứ đồ. Khi hai sứ đồ trở về với hội thánh, báo cho hội thánh biết, thì hội thánh đã đồng loạt đứng lên cầu nguyện. Họ không xin Chúa Ngài cất đi sự bắt bớ. Họ không xin Chúa Ngài đem họ đi đến một cái vùng nào khác. Nhưng mà họ xin Chúa xem xét. Họ xin Chúa Ngài ban cho họ sự giản dị. Họ xin Chúa giơ tay Ngài ra làm phép lạ chữa lành bệnh. Và dấu kỳ phép lạ được thể hiện ra. Và khi họ xin như vậy,
Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta đó là khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời một cách giản dị. Và đều họ xin Chúa Ngài giơ tay Ngài ra làm phép lạ chữa lành bệnh tật như là dấu kỳ phép lạ. Thì chúng ta thấy Chúa Ngài đáp lời cho hội thánh, lời hội thánh cầu nguyện. Câu 33 mà chúng ta vừa mới đọc, các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, và hết thảy đều được phước lớn. Họ lấy quyền phép rất lớn để làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Điều này cũng là điều mà chúng ta đang học hỏi và VBC Houston đang học hỏi trong những ngày qua, từ tuần lễ của thứ sáu tốt lành thương khó đến phục sinh, và tuần rồi đã học về quyền năng phục sinh của Chúa. Vì phục sinh không phải là một sự kiện, nhưng mà phục sinh là một thân vị, là Đức Chúa Giêsu Christ, và Đấng đã tuyên phán ta là sự sống lại và sự sống. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy ở tại đây các sứ đồ lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có thể hiểu điều này, câu kinh thánh này như thế này. Chúng ta có thể rao báo cho những người chung quanh của chúng ta biết rằng Chúa Giêsu của chúng ta là Cứu Chúa sống. Ngài đã đắc thắng tử thần và đã phục sinh một cách vinh quang. Nhưng nếu người ta hỏi chúng ta chứng cớ ở đâu, thì chúng ta ngày hôm nay, gần 20 thế kỷ sau khi sự kiện Chúa Giêsu Ngài phục sinh, thì chúng ta khó để cũng thể chứng minh được. Nhưng hội thánh đầu tiên đã làm một công việc mà hé mở cho chúng ta thấy nhu cầu của chúng ta. Đó là các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Họ làm chứng rằng Đức Chúa Giêsu Christ là Cứu Chúa sống, và khi chúng tôi nhân danh Ngài để hành động, để phục vụ, để vận hành trong ân tứ, thì Chúa Ngài là Đấng sống, Ngài hậu thuẫn cho những điều mà chúng tôi phục vụ. Quyền năng của Ngài thể hiện. Cho nên các sứ đồ lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Đối với tôi, từ ngày khám phá ra lẽ thật này, thì chúng tôi thấy rằng đây là cái cách để chúng ta làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ hiệu quả nhất, như các sứ đồ đã làm. Cho nên chìa khóa và câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra ở tại đây, làm sao để chúng ta có được quyền phép rất lớn đó, để chúng ta có thể làm nhân chứng hiệu quả cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Công vụ chương 1 câu 8, Đức Chúa Giêsu Ngài đã dạy cho các môn đồ của Ngài. Khoảng 120 người nghe những điều mà Chúa Ngài dạy dỗ tại đây. Đó là khi Đức Thánh Linh giáng trên các con sẽ nhận lấy quyền phép để làm nhân chứng cho ta. Chìa khóa để có được quyền năng rất lớn này, đó là được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Công vụ chương 6 câu số 8 cho chúng ta thấy một hình ảnh khác. Ê tiên được đầy ơn và quyền làm dấu kỳ phép lạ rất lớn ở trong dân. Ê tiên là một chấp sự. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta ở trong câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy thật là tuyệt vời. Không phải là chỉ các sứ đồ thôi, nhưng mà một môn đồ, một chấp sự, Ê tiên được đầy ơn và quyền làm dấu kỳ phép lạ rất lớn ở trong dân. Chúng ta để ý một lần nữa chữ rất lớn, cho chúng ta thấy ở đây các sứ đồ đã vận hành trong quyền năng rất lớn này. Rồi Ê tiên một chấp sự được đầy ơn và quyền làm dấu kỳ phép lạ rất lớn ở trong dân. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta hiểu lý do tại sao ở trong Luca chương 24 câu 49, Đức Chúa Giêsu bảo các môn đồ: còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Anh xem, Chúa đã lên kế hoạch. Ngài báo trước qua các tiên tri, như tiên tri Joel, như David đã làm chứng và đã báo trước, như Môi-se trước đây cũng đã có lời tiên tri. Chúa Ngài sẽ làm việc, Ngài sẽ hành động, và trong thời kỳ cuối rốt, Ngài đổ thần của Ngài trên mọi loài xác thịt. Cảm ơn Chúa. Điều đó Chúa Ngài đã lên kế hoạch, đã báo trước. Chúa Giêsu căn dặn các môn đồ đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng mà hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Và chính Đức Chúa Giêsu cũng xác nhận, đó là dân làm bắp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ được bắp tem bằng Đức Thánh Linh. Rồi công vụ chương 1 câu số 8, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm nhân chứng cho ta tại thành Jerusalem, cả Siêu Đê, xứ Samri,
cho đến khắp cùng trái đất. Cảm ơn Chúa. Nếu hội thánh được mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh là bởi vì từng tín nhân được mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh bằng việc chúng ta kinh nghiệm báp têm trong Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Đây cũng là quan tâm hàng đầu của sứ đồ Phaolô ở trong công vụ chương 19 câu số 2. Người hỏi rằng, từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Đây là câu hỏi mà sứ đồ Phaolô đã hỏi các môn đồ ở tại thành Ephesus. Như vậy, chúng ta thấy tại đây, mặc lấy quyền phép từ nơi Chúa là điều hết sức là quan trọng. Để chúng ta có thể bước đi theo Thánh Linh, để chúng ta có thể bước đi trong quyền năng của Chúa Thánh Linh, thì chúng ta phải kinh nghiệm sự tuôn đổ đầy tràn này của Thánh Linh của Chúa ở trên mỗi một chúng ta. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, lưỡi bằng lửa đậu trên đầu của mỗi người và họ đã được đầy dạy Đức Thánh Linh như công vụ chương 2, câu 3, câu 4. Cái Thánh ghi lại cho chúng ta điều này để bày tỏ những gì Đức Thánh Linh làm cho từng cá nhân cũng như cho cả hội chúng. Hình ảnh hội thánh được mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh và ảnh hưởng thế giới của họ được ghi lại trong sách công vụ các sứ đồ phải là điều mà mỗi cơ đốc nhân ao ước và cầu xin. Ở trong 50 ngày ở giữa ngày lễ vượt qua cho đến ngày lễ Ngũ Tuần, 50 ngày này thì vợ chồng chúng tôi cũng đang đọc lại sách công vụ các sứ đồ và chúng tôi cầu nguyện tin và mời Chúa Ngài lại làm việc ở trong ơn của Chúa. Người Mỹ có một cái cụm từ xin Chúa lại ban hay là tái ban lễ Ngũ Tuần. Vì những gì đã xảy ra cho hội thánh đầu tiên, hội thánh của Chúa ngày hôm nay cũng đang rất cần. Chúng ta cần được kinh nghiệm Chúa tuôn đổ trên chúng ta một cách tươi mới. Và đặc biệt là những người trong giáo hội chưa bao giờ kinh nghiệm được phước hạnh này, phải kinh nghiệm. Cho nên chúng tôi cầu nguyện cho chính mình, cầu thay cho hội thánh của Chúa chung, cho VBC Houston, hết thảy anh chị em đều sẽ kinh nghiệm một sự tuôn đổ tươi mới của Thánh Linh của Chúa. Chúa tái ban lễ Ngũ Tuần cho đời sống của chúng ta. Không phải là Đức Thánh Linh phải giáng lâm một lần nữa, nhưng để chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa một cách phước hạnh như Chúa Ngài đã định cho đời sống của mỗi một chúng ta. Tại sao chúng ta phải xin điều này? Có những lý do đặc biệt tại sao cơ đốc nhân phải tìm kiếm sự mặc lấy quyền phép này cho đời sống của mình. Cho nên tôi mời anh chị em chúng ta để có thể bước theo Đức Thánh Linh, để có thể bước đi trong quyền năng của Đức Thánh Linh, cùng với chúng tôi cầu nguyện, ít nhất là ba lời cầu nguyện buổi tối hôm nay, vì chúng ta có những lý do rất là đặc biệt mà chúng ta cần được sự yểm trợ trang bị siêu nhiên này của Chúa. Thứ nhất, xin Chúa Ngài mặc lấy quyền phép ở trên con, vì thế nhân cần sự làm chứng mà chỉ có quyền năng của Đức Thánh Linh mới có thể thực hiện được. Anh chị em thế giới đang cần thấy những nhân chứng để chúng ta có thể làm chứng cho họ bằng quyền năng của Chúa là những điều mà chỉ có quyền năng Đức Thánh Linh mới có thể thực hiện được. Làm chứng sống động hơn là làm chứng về Chúa của chúng ta quyền năng đến mức độ nào. Anh chị em, nếu không có sự vận hành của Đức Thánh Linh một cách tự do trong đời sống của chúng ta không có những lời làm chứng như thế này. Chúng ta để ý ở trên lời của Chúa ở trong công vụ chương 2 đó, thì ở bên ngoài của phòng cao, sau khi Đức Thánh Linh giáng lâm như tiếng gió thổi ào ào, nhà thì có những cái lưỡi bằng lửa, lưỡi như lưỡi bằng lửa đậu trên đầu của mỗi người, rồi họ cùng đứng lên lấy cái thứ ngôn ngữ của dân của các xứ là những người gốc Do Thái đang đứng ở trước mặt họ. Các sứ đồ đã lấy ngôn ngữ của xứ mà ít nhất là có 10 quốc gia đại diện ở tại đó, để rồi họ được nghe về sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Thì trong những giây phút đó, chúng ta thấy khi tiếng gió thổi ào ào, khi tiếng này được vang ra ở tại thành Jerusalem. Nếu chúng ta có đến Jerusalem, chúng ta biết thành Jerusalem cổ thì không lớn lắm, và phòng cao thì ở một cái góc độ mà khi nghe tiếng gió thổi ào ào đầy khắp phòng nơi các môn đồ của Chúa đang ở và cầu nguyện, thì tiếng này có thể vang ra và khiến cho những người ở gần đó họ phải chạy ra để họ xem điều gì xảy ra. Tôi nhớ khi
học lời của Chúa ở trong cái môn khảo lược tân ước. Tại vì giáo sư dạy về môn giảng dạy, ông chia sẻ một hình ảnh, cái chữ như tiếng gió thổi ào ào tại đây. Thì ông nói rằng trong một mức độ thì trong nguyên tác của tiếng Hy Lạp, nó hình ảnh như là một cái cơn lốc đang thổi, và tiếng của nó gây ra một cái tiếng động rất là lớn, như là một chiếc xe lửa đang đi với một tốc độ rất nhanh đi ngang thành phố đó, khiến cho những người, người ta chạy ra và người ta đặt cái câu hỏi, đó là việc này là nghĩa làm sao. Họ thấy các môn đồ, các sứ đồ lấy ngôn ngữ nơi xứ của họ để ca ngợi và nói về sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Họ thấy những cái việc lạ đang xảy ra ở tại đó, thì lòng của dân chúng họ kinh ngạc, họ đánh một cái dấu hỏi, việc này là nghĩa làm sao, điều này có ý nghĩa gì, tại sao nó xảy ra như vậy. Công vụ chương 2 câu 12, ai nấy đều sợ hãi không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng việc này là nghĩa làm sao. Cảm ơn Chúa, Đức Thánh Linh mặc lấy quyền phép trên những cá nhân đã mang lại kết quả hội thánh tăng trưởng một cách lạ lùng trong một thành phố vừa mới đóng đinh Đức Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao chúng ta cũng cần có một cái lời làm chứng như họ trong quyền năng của Chúa. Vì nếu có một nơi nào mà đạo của Chúa có thể nói rằng khó phát triển nhất ở trong lúc bấy giờ, thì phải là thành Jerusalem. Vì tại đó, mấy mươi ngày trước, họ đã đóng đinh Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá. Các môn đồ thì trốn ở nhà, đóng cửa kín lại, họ trốn phía sau những cánh cửa đó. Bây giờ thì họ đang tràn ra đường phố, họ đang giảng dĩ giảng đạo của Chúa, họ đang nói về sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Dân chúng họ sợ hãi khi họ thấy âm thanh, họ thấy những cái hiện tượng xảy ra như vậy, thì họ không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng việc này có nghĩa làm sao. Và chúng ta thấy rằng bởi vì Đức Thánh Linh mặc lấy quyền phép trên những cá nhân đã mang lại một cái kết quả, đó là đạo của Chúa bắt đầu được rao giảng ra. Và nhất là sứ đồ Phi-e-rơ, ông mới mấy mươi ngày trước chối Chúa một cách tức tưởi. Bây giờ thì ông nói thẳng với những người lãnh đạo của Do Thái, các ông, chính các ông đã mượn tay của người gian ác mà đóng đinh Giê-xu này trên thập tự giá. Ông giảng một cách hết sức là mạnh mẽ, một cách sống động, một cách đầy thẩm quyền. Anh chị em, chúng ta cũng cần có những lời làm chứng như vậy. Câu 1 chương 2, câu 41 và 47, và những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Chúng ta thấy ở tại đây, đạo của Chúa được bày tỏ ra trong bài giảng đầu tiên của hội thánh tân ước, qua chức vụ và môi miệng của Phi-e-rơ là người được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Thì chúng ta thấy cái kết quả đầu tiên này là 3.000 người chịu báp têm gia nhập vào trong hội thánh. Cảm ơn Chúa. Đây là một kết quả mà nếu chúng ta suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy rất là lạ lùng. Việc này là việc mới. Những người Do Thái, chúng ta biết rằng họ rất là khó để có thể tin Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời nhập thể làm người. Bởi vì trong cụ ước họ đã được dạy và giới thiệu Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất. Bây giờ chúng ta thấy họ trở lại tin nhận Chúa vì sự giảng dạy trong quyền năng của Đức Thánh Linh mà Phi-e-rơ đã được kinh nghiệm báp têm trong Đức Thánh Linh. Bây giờ ông giảng dạy và đem lại một cái kết quả hết sức là lạ lùng như vậy. Hình dung với tôi là một người có thể đặt chân đến một cái xứ mà tại đó thì tin lành của Chúa chưa bao giờ được nghe, mà đứng ra rao giảng, và khi kêu gọi thì có 3.000 người trở lại tin Chúa, chịu báp têm. Anh chị em thấy cái sức mạnh và mức độ của cái con số người trở lại tin Chúa và hiệu quả của việc giảng tin lành trong quyền năng của Chúa thì là lớn lao như thế nào. Và cảm ơn Chúa, việc đầu tiên đã xảy ra ở tại thành Jerusalem qua chức vụ của Phi-e-rơ. Và rồi chúng ta nhìn lại các đầy tớ của Chúa ở trong thế kỷ 20 cũng đã được Chúa ngài sử dụng để rao giảng tin lành của Chúa, để triệu triệu người trở lại tin Chúa ở những nơi, những xứ mà tôn giáo cổ truyền của dân địa phương là một cái tôn giáo nó siết chặt những cuộc đời. Nhưng khi tin lành quyền năng được rao giảng ra qua các chức vụ
như mục sư T.L. Osborne đã giảng Tin Lành của Chúa tại Ấn Độ, tại Indonesia và các nơi khác. Rồi cận đại của chúng ta là nhà truyền giáo Reinhard Bonnke đã rao giảng lời của Chúa ở tại Phi Châu, và chúng ta thấy số người trở lại tin Chúa thật là lớn lao. Cảm ơn Chúa, triệu triệu người ở trong chức vụ của nhà truyền giáo Reinhard Bonnke. Thì trong các năm ông hầu việc Chúa ở tại Phi Châu, đặc biệt là 10 năm cuối cùng, thì Chúa Ngài đã sử dụng và ban phước để ông đã thấy hơn 50 triệu người trở lại tin Chúa qua chức vụ của ông. Cảm ơn Chúa vì kết quả thật là phước hạnh ở tại đây, và đòi hỏi sự tuôn đổ của Thánh Linh của Chúa mặc lấy quyền phép ở trên những con người này cũng như chúng ta. Vì thế nhân đang cần thấy và nghe những lời làm chứng mà chỉ có bởi quyền năng Đức Thánh Linh mới có thể mang đến. Phần C, chúng ta thấy quyền năng Đức Thánh Linh đã làm cho các môn đồ có một mục vụ có dấu kỳ phép lạ rất lớn cặp theo. Chúng ta nhắc lại công vụ chương 6 của số 8, Ê Tiên được đầy ơn và quyền làm dấu kỳ phép lạ rất lớn ở trong dân. Đây được gọi là chạm trán của quyền năng mà chúng ta đã học trong môn trước. Đây là thể loại truyền giảng hiệu quả nhất trải qua bao nhiêu thời đại. Cảm ơn Chúa. Khi quyền năng của Chúa được thể hiện ra, khi người chết được gọi sống lại, khi người phun cùi được lành, đem lời làm chứng của mình trở về nguyên một cái làng của những người cùi được giải cứu, được sự tự do như ở tại Thái Lan qua chức vụ của nhà truyền giáo T.L. Osborne. Rất là phước hạnh để chúng ta có thể thấy được điều này trong thời đại của chúng ta. Anh chị em, chúng ta cần được mặc lấy quyền phép vì thế gian cần chứng kiến những điều mà chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể ban cho. Cảm ơn Chúa. Hãy cầu xin điều này. Xin không phải chúng ta nài nỉ Đức Chúa Trời để Chúa đổi ý, nhưng mà xin với tấm lòng tin và đón nhận để Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta điều mà Chúa rất muốn ban cho chúng ta. Đó là quyền năng của Ngài để chúng ta hiệu quả trong việc truyền giáo. Thứ hai, chúng ta xin Chúa mặc lấy quyền phép ở trên con, vì con cần quyền năng để thắng hơn thế gian. Anh chị em, ngày hôm nay Satan đang giận hoảng vì nó biết thời kỳ của nó, thời gian của nó sắp hết. Cho nên chúng ta thấy có một sự tuôn tràn ra một cách rất là dữ ác của những điều tội lỗi, của cám dỗ, của tội lỗi. Và chúng ta cần làm những nhân chứng trong quyền năng, và cũng là những nhân chứng thắng hơn sự đe dọa bắt bớ, và chúng ta có thể tiếp tục làm rúng động thành phố của chúng ta cho đến Christ. Như công vụ chương 4 câu 33, các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, và hết thảy đều được phước lớn. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta thấy hình ảnh của Phaolô và Barnabas bị đánh đập, bị giam ở trong ngục thất với chân bị cùm, vì hai ông đã bày tỏ quyền năng của Chúa khi nhân danh Đức Chúa Giêsu và xua đuổi quỷ phi tôn ra khỏi đứa đầy tớ gái. Thì quỷ đã lìa khỏi cô, và khi chủ thấy không còn sử dụng con người này được nữa, thì bây giờ đã mất đi quyền năng, mặc dù quyền năng này đến từ thế giới tối tăm. Thì chúng ta thấy rằng kết quả đó là có một sự bắt bớ rất là lớn, và hai vị sứ đồ đã bị bắt, bị đánh đập, bị giam trong ngục thất, chân của họ bị cùm. Nhưng mà sau khi kinh nghiệm quyền năng giải cứu của Chúa, thì họ đã an ủi cho nhiều người khác. Mà công vụ chương 16 câu 40 cho chúng ta thấy, khi ra ngục rồi, hai sứ đồ vào nhà Lydia thăm và khuyên bảo anh em rồi đi. Đây là hình ảnh mà chúng ta thấy rằng chỉ có Đức Thánh Linh, đầy dạy Đức Thánh Linh mới có thể thực hiện được. Thông thường nếu trải qua một cái thách thức lớn như vậy, thì chắc là con người của chúng ta cũng phải ít nhiều cũng trùng bước, ít nhiều cũng cần một hai ngày rồi mới có thể gọi là phục hồi để có thể trở lại mà phục vụ. Nếu không được như xưa thì chắc là cũng là gần như vậy. Nhưng chúng ta thấy ở tại đây, hai sứ đồ vừa ra khỏi ngục thì họ liền đi đến nhà của Ly đi. Ở tại đó họ thăm, khuyên bảo anh em rồi họ ready. Cảm ơn Chúa. Đó là điều mà quyền năng Đức Thánh Linh có thể làm trên đời sống của chúng ta. Vì đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Với những khó khăn, những chống đối, chúng ta có thể kinh nghiệm được. Chúa cho chúng ta kinh nghiệm sự đắc thắng này. Phần C, chúng ta thấy Đức Thánh Linh chẳng những giúp chúng ta đắc thắng trong sự bắt bớ, mà còn thắng sự lôi kéo của thế gian đến tội lỗi và sai lạc. Như tôi nói, Satan đang tung ra những chiêu thức của nó để cám dỗ,
để chụp bắt nhiều cuộc đời. Ở trong những ngày này chúng ta thấy trào lưu sống, người ta đang đề xướng ra, nó lan tràn nhiều nơi trên thế giới. Một lối sống nghịch lại với đường lối và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Người ta sống với thái độ không cần biết Đức Chúa Trời dựng nên tôi là nam hay nữ. Tôi muốn nắm quyền lựa chọn và quyết định là đàn ông hay là đàn bà, nam hay nữ. Thì chúng ta thấy đây là một cái nỗ lực mà nó đang kéo rất là nhiều người. Và con cái của chúng ta ở trong trường học, anh chị em có biết là bây giờ chỉ là lớp 6 thì người ta đã bắt đầu dạy cho các em lối sống này. Và cũng có một cái phong trào, một cái làn sóng là những giáo viên, những người đã được chuyên làm những người mô phạm, những người dạy dỗ cho các em, lại khuyến khích và đề xướng một cái lối sống. Đó là khi các em chỉ lên 10 tuổi, thì họ khuyến khích là nếu cảm thấy mình phải đổi giới tính của mình, thì các em có thể lựa chọn để giải phẫu và sửa đổi giới tính của mình. Anh chị em thấy cuộc sống tội lỗi mỗi ngày một gia tăng trong mọi góc cạnh, từ lối sống trong cuộc sống hàng ngày đến những cái cám dỗ của tội lỗi, nó đầy dậy. Phương tiện của Internet nó là một cái phương tiện rất tốt nếu chúng ta sử dụng đúng, như các anh chị em đang sử dụng và chúng tôi đang sử dụng trong lúc này, để lời của Chúa có thể được rao giảng, chương trình huấn luyện này có thể được tải đến cho nhiều người ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng mà nó cũng là một con dao hai lưỡi. Ở trong một cái nút bấm, một vài cái động tác của chúng ta, thì chúng ta có thể có được những cái cánh cửa để đi vào ở trong những cái trang web mà tranh ảnh lõa thể và tính dục đồi bại có thể được xem, có thể được mở ra. Và điều này có thể đánh ngã chúng ta, phá hoại gia đình của chúng ta, vì nó đem lại một cái hệ quả rất là lớn. Nó có thể ảnh hưởng ở trên đời sống của cả gia đình của chúng ta. Theo một bác sĩ chuyên khoa về trí não của con người của chúng ta, ông nghiên cứu và thấy khi một người xem phim ảnh lõa thể thì nó ảnh hưởng đến độ não bộ của người đó. Nó cũng đổi cái mức độ của những phần của não, nó ảnh hưởng đến độ não bộ phải bị bóp theo một cái hình ảnh khác. Một cái ảnh hưởng mà chúng ta thấy rằng hết sức là khó để có thể cởi bỏ sau này. Nhưng cảm ơn Chúa, ở trong ơn và quyền năng của Chúa, để chúng ta có Thánh Linh của Chúa thì chúng ta có thể đắc thắng đối với tội lỗi và những sai lạc. Thánh Linh của Chúa có thể ở cùng chúng ta. Sách Giăng thứ nhất chương 4 câu 4 nói rằng: hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Khi chúng ta có Chúa ở trong chúng ta và Ngài tự do hành động trong chúng ta, Ngài mặc lấy quyền phép ở trong chúng ta có thể đắc thắng được thế gian và thế gian hệ thống này ở trong ơn quyền của Chúa, để chúng ta có thể tiếp tục làm một khí cụ hữu dụng ở trong tay của Chúa. Cảm ơn Chúa. Và thứ ba, chúng ta xin Chúa mặc lấy quyền phép trên con, vì mọi công tác hầu việc Chúa đều đòi hỏi sự khôn ngoan và quyền phép của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta phục vụ ở trong bất cứ một công việc gì của nhà Chúa, thì chúng ta cần nhận biết rằng Chúa Ngài để ý, Ngài quan tâm, Ngài ban ơn, Ngài hậu thuẫn cho chúng ta, để chúng ta có thể làm đúng theo như cách mà Chúa muốn công việc của Chúa được thực hiện, và kết quả ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hình dung hai con người mà ít có được nhắc đến, chắc có lẽ đa số chúng ta chỉ nghe về hai ông này một lần thôi, hay là chúng ta không có để ý đến nhiều. Đó là ông Bezaleel và ông Oholiab. Hai con người này ở trong Sách Tu Ký chương 35, trong câu 30 cho đến 35, mấy câu này mô tả cho chúng ta một công việc hết sức là lạ ở tại đây. Mà xin chúng ta cùng xem lời của Chúa, và tôi sẽ rút tỉa một số những điều để khích lại anh chị em. Môi-se nói cùng dân Israel rằng: này, Đức Giê-hô-va đã kêu danh Bezaleel con trai của Uri, cháu của Hu-rơ, trong chi phái Giu-đa. Ngài phú cho người đầy dãy thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan,
sự thông sáng và sự hiểu biết để làm đủ mọi thứ nghề thợ. Đặng bày ra và làm đồ vàng, bạc và đồng. Đặng khắc và khảm các thứ ngọc. Đặng chạm cây, làm các đồ khéo léo. Câu 34, Ngài lại phú cho người tài dạy dỗ và cũng đồng ban cho Oholiab, con trai của Ahisamac, trong chi phái Đan nữa. Ngài phú cho hai người đó đầy sự khôn ngoan, đặng làm các công nghệ về thợ thiêu, thợ dệt nhiều màu, tức là màu tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai mịn, để bày ra và làm các thứ công nghệ khéo. Cảm ơn Chúa. Mấy câu kinh thánh này cho chúng ta thấy một cái điều lạ, chúng ta thấy khác lạ. Đó là thần của Chúa đầy dẫy trên hai con người này. Công việc của họ là gì? Công việc của họ đó là những người làm những cái dụng cụ bằng đồ vàng, bạc và đồng, chạm trổ các thứ ngọc, chạm cây làm đồ khéo léo. Thì chúng ta có thể thắc mắc là cái việc công nghệ của họ thì có liên quan gì đến việc họ phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh? Câu trả lời nằm ở cái chỗ là Chúa ngài ban phước để họ có thể xây đền tạm cho Chúa. À, điều này để cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời ngài ban những khả năng. Ở trong trường hợp này thì phải là một cái sự ban cho siêu nhiên từ nơi Chúa. Vì chúng ta cần nhớ đoàn dân mà được Môi-se hướng dẫn họ ra khỏi xứ Ai Cập thì trên dưới 400 năm họ đã ở trong vị trí của những người nô lệ. Và công việc của họ, sách Xuất Ký cho chúng ta biết là chính của họ đó là làm gạch. Họ nung gạch và làm gạch cho dân Ai Cập. Không nghe nói ở tại đó có những người thợ bạc, thợ vàng để làm đồ nữ trang hay là những cái thứ dụng cụ bằng vàng, bằng bạc và bằng đồng. Bây giờ họ ra khỏi siêu tô và đang ở trong đồng vắng. Nhu cầu là đền tạm cần được xây dựng. Thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta đó là ngài phú cho người đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan, sự thông sáng và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ. Không phải chỉ một nghề, nhưng mà mọi thứ nghề thợ. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời có thể ban cho con người sự khôn ngoan như vậy qua sự đầy dẫy thần của ngài, để Bezaleel và Oholiab chẳng những họ có khả năng này, mà Chúa ngài lại cho họ thêm có tài để có thể dạy dỗ người khác, để có một đội ngũ của những người chuyên làm những khí mạnh cho đền tạm, thiêu dệt những cái màn để che nơi thánh và chí thánh. Và tất cả những điều này chúng ta thấy được thực hiện bởi những con người được đầy dẫy thần của Chúa. Cảm ơn Chúa. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta, khi chúng ta dự phần vào bất cứ công việc nào cho Chúa, chúng ta có thể mong đợi và tin chắc rằng Chúa ngài để ý đến, ngài quan tâm, ngài sức giàu để chúng ta có thể thực hiện được như cách Chúa muốn. Cảm ơn Chúa. Và những khả năng siêu nhiên này ở trong Tân Ước được gọi là các ân tứ của Đức Thánh Linh, giúp đỡ cho để chúng ta có thể dự phần vào trong công việc của Chúa. Vì chúng ta thấy những việc xem như tầm thường ở trong công tác của hội thánh đầu tiên vẫn phải đòi hỏi sự sức giàu của Đức Thánh Linh để thực hiện. Như công vụ chương 6 từ câu 1 cho đến câu số 3, trong lúc đó bởi số môn đồ càng thêm lên nên người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew. Hellenic ở đây là những người Do Thái sống ở nước ngoài, họ nói tiếng Hy Lạp. Vì những người quá bùa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. Chúng nhớ hội thánh họp lại với nhau, bẻ bánh, ăn uống, thông công với nhau. Thì có một cái lời phàn nàn, đó là những người Do Thái ở ngoài quốc về. Thì họ phàn nàn là không có cái sự công bằng ở trong cái việc cấp phát thức ăn hàng ngày. Và câu số 2, 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng, bỏ sự dạy đạo của Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Việc này là việc gì? Việc phân phát thức ăn. Nhưng mà điều kiện là gì? Họ phải là những người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn. Cảm ơn Chúa. Như vậy cho chúng ta thấy luôn cả những việc thấy dường như là những công tác tầm thường ở trong hội thánh đầu tiên. Hội thánh nhận biết cái sự ban cho mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh là tối cần cho mọi công tác.
Vậy chúng ta đang làm việc công việc thuộc linh nữa, thì chúng ta thấy rằng nếu không được đầy dạy Đức Thánh Linh thì những lời than phiền, những tiếng xào xạc nó sẽ lây lan ra, và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng hội thánh sẽ gặp trở ngại. Nhưng mà được đầy dạy Đức Thánh Linh, có danh tiếng tốt và có trí khôn, sẽ giúp đỡ để bảy người này được cầu nguyện và biệt riêng làm bảy chấp sự. Cái chữ chấp sự ở trong nguyên tác chữ deaconess, deacon ở trong tiếng Anh, nhưng chấp sự có nghĩa là những người bận rộn phục vụ. Và khi họ đi như vậy đó thì họ tóc bụi lên, bởi vì họ bận rộn và di chuyển đi lại một cách nhanh chóng để phục vụ như vậy. Họ là những người được giao cho việc này, là việc phân phát thức ăn. Họ cũng phải được đầy dạy Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Với báp têm trong Đức Thánh Linh, chúng ta nhận được các ân tứ, khả năng siêu nhiên để chúng ta có thể phục vụ một cách hiệu quả. Chúng ta đến với phần Kinh Thánh nói đến sự bày tỏ của Đức Thánh Linh qua các khả năng siêu nhiên mà Chúa ngài ban cho hội thánh. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 từ câu 4 cho đến câu số 12. Và có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra cho mỗi một người, ai nấy đều được sự ích chung. Vả người này làm nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan. Kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, đấng Christ khác nào như vậy. Các phần Kinh Thánh này cho chúng ta thấy được thì nhu cầu để phục vụ ở trong nhà của Chúa được Đức Thánh Linh ngài biết, và ngài chu cấp cho những khả năng siêu nhiên được gọi là ân tứ Chúa ban cho, các ân tứ thuộc linh, để có thể phục vụ một cách hiệu quả. Hầu cho ai nấy đều được lợi ích chung. Anh chị em thấy đó, mọi mặt của công việc của hội thánh đòi hỏi quyền năng và sự thông sáng từ Đức Thánh Linh. Đó lý do tại sao chúng ta cầu xin Chúa, xin mặc lấy quyền phép ở trên con. Bởi vì thế nhân đang cần thấy, nghe những lời làm chứng mà chỉ có bởi sự mặc lấy quyền phép Đức Thánh Linh mới có thể xảy ra được. Dấu kỳ phép lạ được bày tỏ ra. Chúng ta cầu xin để Chúa ngài mặc lấy quyền phép ở trên chúng ta, để chúng ta có thể được kết quả ở trong ơn của Chúa. Chúng ta cần được mặc lấy quyền phép từ Đức Thánh Linh để chúng ta có thể kinh nghiệm được đời sống đắc thắng. Đắc thắng đối với tội lỗi, với sự cám dỗ. Đắc thắng ở trong việc chúng ta mạnh mẽ trong quyền năng của Chúa để giúp đỡ những người có nhu cầu, và chúng ta thắng công việc của ma quỷ để chúng ta giải cứu người. Và xin Chúa ngài ban ơn để chúng ta thấy được nhu cầu này, và chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Đáng tiếc là một số người đã dùng lý do thối thác, tôi không xứng đáng, để diện cớ mà không tìm kiếm báp têm trong Đức Thánh Linh. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu ngài cho chúng ta một cái lời xác nhận rất là phước hạnh ở trong Giăng chương 14 câu 16. Ta lại sẽ nài xin Cha, ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Ai nài xin? Chúa Giêsu. Ta sẽ nài xin Cha. Rồi lời xác nhận của Chúa là ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Trong lời của Chúa Giêsu phán không có chỗ nào có ý chúng ta phải cố gắng để xứng đáng nhận được sự ban cho của Đức Thánh Linh. Nhưng mà đây là điều Cha đã kế hoạch. Rồi Chúa Giêsu ngài nói rằng ngài lại sẽ nài xin Cha. Chuyện đó của Đức Chúa Giêsu, nài xin là chuyện của Chúa Giêsu. Và sự ban cho đến từ Chúa Cha. Vì ngài biết nhu cầu của những người lân cận chúng ta cũng như đời sống của chúng ta. Và ngài ban cho chúng ta thần của ngài, ngài ban cho chúng ta Thánh Linh để chúng ta được yên ủi, chúng ta được quyền phép, chúng ta được sự khôn ngoan thông sáng từ nơi Chúa ban cho để mọi việc trong đời sống. Khi chúng ta bước đi trong Thánh Linh và sự dẫn dắt của ngài, chúng ta có thể thực hiện được những công tác. Dù là công tác lớn lao, xây dựng đền tạm, hay là công tác thấy dường như là tầm thường như việc phân phối thức ăn trong bữa ăn thông công của hội thánh. Tất cả đều cần được mặc lấy quyền phép, được đầy dạy Đức Thánh Linh ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa.
Con xin lời của Chúa ngày hôm nay được giải bài trong sự sức giàu của Chúa sẽ làm cho anh chị em khao khát càng hơn, nhận biết nhu cầu của mình. Và chúng ta đến với Chúa và nhận sự trang bị ban cho của Chúa. Ở đây chúng ta, như tôi nhắc đi nhắc lại, anh chị em cần nhớ điều này vì đây là một cái sự khám phá mà đối với tôi rất là quan trọng. Vì khi lớn lên quan sát những người xung quanh cầu nguyện thì thấy như là họ đang nài nỉ một Đức Chúa Trời khó tánh, không muốn làm việc, không muốn ban phước. Cho nên chúng ta phải nài nỉ Ngài. Đông thái độ sai. Tôi tin rằng lời cầu nguyện của chúng ta là lời cầu nguyện đến với Chúa để nhận những gì Chúa Ngài dành cho chúng ta. Ngài đã hứa, Ngài sẵn ban. Công việc mà chúng ta cầu nguyện là chúng ta lên tiếng để đón nhận cho cá nhân mình điều mà Chúa Ngài đã định và ban cho chúng ta rồi. Chúng ta đến chúng ta lãnh cái phần của mình để rồi chúng ta có thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa tuôn đổ trên đời sống của chúng ta dựa trên những gì Chúa Ngài đã ban cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã ban cho hội thánh của Chúa tất cả những gì cần thiết. Ngài ban cho chúng ta tất cả các thứ ơn ở các nơi trên trời đổ xuống cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta phước hạnh của sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta những khả năng siêu nhiên. Ngài ban cho chúng ta đặc quyền để sử dụng danh của Chúa, để chúng ta ca ngợi sự vinh hiển của Chúa, để chúng ta truyền giáo, để chúng ta đưa người đến với Chúa. Cảm ơn Chúa. Con xin Chúa ngày ban ơn để chúng ta nhận biết ta lại sẽ nài xin Cha. Chúa Giêsu đã đang và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho chúng ta, bởi vì Ngài rất muốn chúng ta được trang bị như Chúa Ngài rất muốn trang bị cho hội thánh đầu tiên, cho các môn đệ của Ngài. Cho nên Ngài căn dặn đừng ra khỏi thành Jerusalem, hãy chờ đó, chờ điều Cha ta đã hứa và điều mà các ngươi đang nghe ta nói. Cảm ơn Chúa. Chúa nhấn mạnh đến điều này, Ngài thấy tầm quan trọng và Ngài nói với các môn đệ của Ngài việc Ngài ra đi là ích lợi cho họ, vì nếu Ngài không đi thì Đức Thánh Linh không đến được. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay là thời đại của Đức Thánh Linh. Ngày hôm nay là ngày mà chúng ta có thể đến với Chúa và tiếp nhận cho chính mình phần mà Chúa Ngài đã dành cho chúng ta. Như ngày hôm đó trong ngày lễ ngũ tuần đầu tiên của hội thánh Tân Ước, có lửa từ trời đến và chia ra những cái lưỡi bằng lửa đậu trên đầu của mỗi người. Cảm ơn Chúa. 120 người thì có 120 cái lưỡi bằng lửa dành cho họ, mỗi người một cái lưỡi. Cảm ơn Chúa. Chúa biết số người có mặt ở tại đó, ở trong ngày hôm đó. Không dư, không thiếu. Ai cũng có phần. Và khi chúng ta hiểu được tấm lòng của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhận được ở trong ơn của Chúa. Nhưng giờ này tôi mời anh chị em mở lòng ra. Vì chúng ta xin Chúa Ngài ban cho chúng ta mặc lấy quyền phép trên chúng ta vì các nhu cầu đặc biệt này. Nhất là thời điểm mà chúng ta đang sống ở trong thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa. Mở lòng và đức tin đón nhận. Và chúng tôi xin cầu nguyện cho anh chị em ở trong thời gian này. Là Chúa xin mặc lấy quyền phép trên chúng con. Vì thế giới ở bên ngoài đang cần sự làm chứng mà chỉ có quyền năng Đức Thánh Linh mới có thể mang đến được. Là Chúa là đấng đã hứa với chúng con. Nên khi Đức Thánh Linh giáng trên các con sẽ được mặc lấy quyền phép và làm nhân chứng cho ta. Cảm ơn Chúa vì Ngài đang tìm và muốn dấy lên những nhân chứng quyền năng. Xin con cảm ơn Chúa vì chúng con xin đón nhận sự mặc lấy quyền phép của Ngài ngay giờ này ở trong ơn của Chúa. Là Chúa xin mặc lấy quyền phép trên chúng con vì chúng con cần quyền năng để có thể thắng hơn thế gian này. Cho chúng con đối diện với những sự cám dỗ và những trào lưu sống phản nghịch Chúa chung quanh đời sống của chúng con mỗi ngày. Rồi con cái của chúng con cũng đối diện với những trào lưu sống hết sức tội lỗi, hết sức băng hoại. Chúng con cần được mặc lấy quyền phép từ nơi Chúa để có thể kinh nghiệm sự đắc thắng này. Đắc thắng cám dỗ, đắc thắng tội lỗi. Cũng như chúng con cần quyền năng của Chúa để chúng con có thể đắc thắng những khó khăn, những hoàn cảnh. Chúng con có thể thể hiện ra sự đắc thắng của Ngài, an ủi giúp đỡ cho nhiều người. Cuộc sống của một người bước đi trong sự mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh có kết quả như thế nào? Chúng con cảm ơn Chúa. Và Cha xin mặc lấy quyền phép trên chúng con vì mọi công tác hầu việc
Chúa đều đòi hỏi sự khôn ngoan và quyền phép của Đức Thánh Linh. Chúa, chúng con cần sự khôn ngoan này. Xin giúp đỡ cho chúng con. Chúng con cần sự khôn ngoan thiên thượng. Xin đổ xuống trên hết thảy mỗi anh chị em chúng con trong thời gian này. Cảm ơn Chúa. Năm xưa Chúa Ngài đã đổ sự khôn ngoan của Ngài trên vua Salomon. Vì ông hướng dẫn dân sự của Chúa. Ông xin điều này. Hôm nay chúng con cũng xin sự khôn ngoan này. Để chúng con có thể hướng dẫn hội thánh của Chúa. Nhóm nhỏ mà Chúa giao cho chúng con để hướng dẫn. Và cộng đồng cũng như dân tộc của chúng con. Mà Chúa Ngài cho chúng con được đặc ân để sinh ra là người Việt Nam. Sinh ra ở trong một môi trường mà Chúa Ngài đang đặt để chúng con. Để chúng con có thể kết quả ra và đưa dắt nhiều người đến với Chúa ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng con cần quyền phép của Đức Thánh Linh. Để chúng con có thể làm những nhân chứng hiệu quả. Như các sứ đồ đã lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Giêsu Christ. Chúa ơi, họ đã được Chúa Ngài yểm trợ bằng quyền phép rất lớn này. Chúng con cũng cần điều đó ngày hôm nay. Thế giới của chúng con đang sống có những chủ trương của chủ nghĩa nhân bản và thuyết tiến hóa đã đẩy con người chúng con vào trong chỗ. Có những đồn lũy, những thành trì của tư tưởng và xây dựng ở trong tâm trí. Và chỉ có bởi quyền năng của Thánh Linh mới có thể chọc phá được những điều đó. Xin ban chúng con sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài để chúng con hiệu quả ở trong công việc, bày tỏ dấu kỳ phép lạ ở trong ơn của Ngài để thuyết phục nhiều người, làm chứng cho nhiều người rằng Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa của chúng con, là Chúa phục sinh. Ngài đã đắc thắng tử thần, Ngài đang sống và hiện nay đang yểm trợ chúng con. Khi chúng con nhân danh Ngài mà chúng con chữa bệnh thì thân thể bệnh tật được lành. Khi chúng con nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà chúng con trị quỷ thì quỷ phải tháo chạy, người ta được sự tự do trong ơn của Chúa. Giờ này Chúa Giáo xin rót đổ một lần sống mới của sự hiện diện của chính mình Ngài, của quyền năng của Ngài thể hiện ra trên mỗi một chúng con, những người đang nghe và sẽ nghe bài học này. Lạy Chúa, giờ này con cầu nguyện đến nỗi tất cả chúng con được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng Ngài và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước trên anh chị em, tràn đầy ơn của Chúa mỗi cuộc đời của chúng ta được Chúa Ngài mặc lấy quyền phép và trở nên những nhân chứng đầy kết quả cho Chúa ở trong ơn của Ngài để làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa thật là cứu Chúa phục sinh của chúng ta và đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúa ban phước trên anh chị em và hẹn gặp anh chị em ở trong ơn của Chúa trong các buổi nhóm sắp đến của Hội Thánh. Shalom. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.